Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta mà không có những đặc điểm của cơ đốc nhân thời kỳ cuối thì coi chừng cho mình sống trong thời kỳ tiền sử thì hơi căng. xem lại đời sống mình. Cho nên tôi xin Chúa cùng nhau mình thông công với nhau buổi chiều hôm nay qua lời của Ngài. Và tôi tin rằng những lời này sẽ đem lại phước hạnh cho chúng ta, tỉnh thức linh hồn chúng ta, chuẩn bị chúng ta cho trận chiến cuối cùng. Amen chứ? Và tôi tin trận chiến cuối cùng là trận chiến rất ác liệt nhưng cũng rất vinh quang. Anh em thường nhìn những cuộc chiến là anh em biết rồi. Trận cuối cùng là cái trận đi vào lịch sử, nhắc đi nhắc lại, không bao giờ quên trận cuối cùng. Trận cuối cùng là trận mà Chúa Giêsu chuẩn bị nàng dâu của Ngài cho sự tái lâm. Cho nên nó ác liệt lắm. Và vì nó ác liệt cho nên tất cả anh em mình, những ai thật sự khát khao trở thành chiến sĩ cho Đấng Christ thì phải biết những điều Chúa yêu cầu. Đúng không anh em? Phải biết những điều Chúa yêu cầu. Cho nên tôi trân trọng mời anh chị em cùng tôi theo dõi trong Công vụ chương 2 câu 17 đến câu 21. Đây là câu kinh thánh rất quen thuộc nhưng tôi lấy làm nền tảng để cho chúng ta bắt đầu câu chuyện buổi chiều hôm nay. Công vụ chương 2 câu 17 đến câu 21. Và tôi xin khởi sự đọc lời Chúa. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái của ta. Chúng nó đều nói tiên tri. Amen. Và câu tiếp theo: ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Amen. Dạ, cái lời này là lời mà sứ đồ Phi-rơ trích dẫn lại lời tiên tri Gioan trong chương 2 câu 28 đến câu 32. Anh em đọc sẽ thấy ông Phi-rơ trong ngày lễ ngũ tuần, vì sự kiện Đức Thánh Linh tuôn đổ, ông mới trích dẫn lời tiên tri đã được báo trước. Ông nói những cái gì anh chị em nhìn thấy là đã được Đức Chúa Trời nói trước rồi. Đó. Và ở trong cái lời tiên tri này, nó có cái từ mà tôi hết sức là ấn tượng. Đó là Chúa cứ nói đi nói lại cái từ: trong những ngày sau rốt. Trong những ngày sau rốt. Từ cái ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, Phi-rơ đã công bố đó là bắt đầu của thời kỳ sau rốt. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối của những ngày sau rốt. Và tôi tin rằng đã có cơn mưa đầu mùa thì chắc chắn phải có cơn mưa cuối mùa. Thế là ở trong sách Gia Cơ anh chị em đọc sẽ thấy chúng ta cần nhịn nhục để chờ đợi những người nông dân, chờ đợi cơn mưa đầu mùa và cơn mưa cuối mùa. Nếu anh chị em nghiên cứu lịch sử của Israel, anh sẽ thấy họ là đất nước nông nghiệp, cho nên họ có hai cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa là để họ chờ đợi và họ gieo hạt. Hạt nảy mầm là phải có cơn mưa đó. Đồng ruộng muốn tốt phải có cơn mưa đó. Cây vườn muốn tốt phải có cơn mưa đó. Nhưng anh em đặc biệt nè, trước khi họ thu hoạch, họ phải chờ đợi cơn mưa cuối mùa. Họ chờ đợi cơn mưa đó để họ thu hoạch được những hạt lúa chắc, những hạt lúa mẩy, những hạt lúa chất lượng, những hạt lúa phải nói tuyệt vời. Cho nên tôi tin rằng cơn mưa cuối mùa Đức Chúa Trời sẽ làm xuống trên hội thánh của Chúa để chuẩn bị nàng dâu của Ngài. Một hội thánh đầy dẫy những con người tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. Giống Chúa Giêsu cả bề trong lẫn bề ngoài. Chuẩn bị một nàng dâu tinh rồng, không tì, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Để gì? Chúa Giêsu tái lâm và đón nàng dâu của Ngài. Ngài chuẩn bị như vậy để cho hội thánh có sức mạnh, có sự khôn ngoan, có quyền năng để có thể đạp đổ tất cả mọi cửa âm phủ và chiến thắng một cách vinh quang. Cho nên anh chị em thấy phải không ạ? Khi chúng ta thấy những cái lời mà Chúa nói đây,
chúng ta sẽ điểm qua một vài tính chất của cơ đốc nhân thời kỳ cuối. Đó. Cơ đốc nhân thời kỳ cuối là những cơ đốc nhân mà thần của Chúa giáng lên trên họ. Thần của Chúa thăm viếng họ. Thần của Chúa đầy dẫy họ. Thần của Chúa tác động lên cuộc đời của họ trong mọi lĩnh vực. Cơ đốc nhân thời kỳ cuối không phải là những người đi ủ rũ buồn rầu. Không phải là những người mặt mày méo xẹo. Không phải là những người mà sáng nắng chiều mưa. Không. Cơ đốc nhân thời kỳ cuối là những chiến sĩ thực sự trong trận chiến thuộc linh của Chúa Giêsu. Anh em nhìn hình ảnh những người lính trong những đội quân thiện chiến, anh em sẽ thấy. Nhìn họ là oai phong lẫm liệt. Nhìn họ là thấy gọi là khí thế đằng đằng. Đúng không? Anh em nhìn những binh lính của những cái quân đội hùng cường trên thế giới, anh em sẽ thấy cái hình ảnh thuộc linh của chúng ta. Và Chúa muốn thấy những con cái của Ngài trong thời kỳ cuối mang lấy hình ảnh đó. Và tôi xin thưa với anh chị em, ngoại trừ chúng ta được thần của Chúa giáng lên, chúng ta không có cách nào để có được cái tinh thần và hình ảnh đó đâu. Anh em để ý những buổi nhóm phấn hưng, anh em sẽ thấy người ta đến với buổi nhóm ủ rũ, thậm chí có người khiêng đến. Nhưng mà khi buổi nhóm xong rồi, họ nhảy nhót, họ về, mặt mày ai nấy sáng láng như thiên sứ. Khi Thánh Linh đổ trên họ thì nó giống như đất gặp cơn mưa. Anh chị em, ở những vùng đồi núi anh em sẽ thấy, tôi đã ở trên vùng đồi núi lâu mấy năm nay rồi cho nên tôi rất để ý cái hiện tượng này. Cây cỏ vàng úa ủ rũ, lá thì cong quặp. Nhưng chỉ sau một cơn mưa thôi, sáng hôm sau anh em nhìn lại, nó xanh cả núi đồi, xanh mướt, cỏ đâu đó bắt đầu mọc lên, cây cối xanh um, nhìn mát luôn con mắt. Cho nên anh chị em ơi, khi cuộc đời chúng ta được thần của Chúa đổ xuống, thì chúng ta trở lại vị trí của cơ đốc nhân thời kỳ cuối. Và phẩm chất đầu tiên của cơ đốc nhân thời kỳ cuối là gì? Họ là những người nói tiên tri. Nói tiên tri là những người có khả năng nghe được Chúa và nói ra lời Chúa. Em thấy không? Nó khác hoàn toàn. Tôi vọng bạn chém ngồi đây và những anh chị em ở trên live stream cũng vậy. Ai cũng có khả năng để nói ra. Ai cũng có lỗ tai để nghe. Nhưng không phải ai cũng có thể nghe được tiếng Chúa. Không phải ai cũng có thể nói ra bởi thần cảm của Chúa. Có đúng anh chị em? Nhưng tôi khẳng định với anh chị em, người nào mà Thánh Linh của Chúa đổ xuống, người đó sẽ bắt đầu nói tiên tri. Đó là điểm khác. Thế giới này có rất nhiều loại người, nhưng mà muốn tìm một người nói tiên tri bởi Thánh Linh thì chỉ có thể tìm trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi đố anh em ra chợ mà tìm được. Tôi đố anh em vô các trung tâm thương mại mà tìm. Không có. Không bao giờ có. Những con người đặc biệt này chỉ có trong thân thể của Chúa Giêsu. Tôi vọng bàn cho em ngồi đây có cơ hội để nhận lãnh thân và nói tiên tri. Nói ra những lời khiến cho lòng người ta phải tan chảy. Nói ra những lời mà một người buồn rầu 5 phút sau vui như chim hót. Anh em thấy lạ không? Tôi đã chứng kiến điều đó rồi. Vui như chim luôn, nhảy nhót vui mừng mà trước đó ủ rũ buồn. Nói ra những lời mà những người chuẩn bị bỏ đôi dép trên gầm cầu đã thay đổi quyết định. Nó là sự thật như vậy anh chị em. Đó là những người nói tiên tri. Những người nói tiên tri là những người có khả năng cứu thế giới đang đổ vỡ và bị trầm cảm trầm trọng này. Tôi cho rằng thế giới này đang bị trầm cảm. Nó có những suy nghĩ rất quái đản, chúng ta không hiểu được. Và những người nói tiên tri có thể cứu họ. Khi Thánh Linh đổ đầy chúng ta, chúng ta có khả năng đó anh chị. Chưa hết, ông Joel, ông tiên tri còn nói rằng bắt đầu sẽ có chim bao và thấy được sự hiện thấy. Ồ, cái này là lạ nữa. Bình thường thì ai chẳng có con mắt để thấy, đúng không? Tôi nhìn thấy đồng hồ, thấy tường, thấy người đi, ai cũng thấy. Nhưng mà thấy những điều ở trong thế giới vô hình thì không phải ai cũng thấy.
đó. Cái thế giới mà có người ngồi kia, họ phải bỏ tiền cho thầy bói để nói với họ, thì anh em được thấy miễn phí. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Tôi nói cái người mà thích đi coi bói nhất là người Việt Nam. Cái gì ông bói hết, muốn biết tương lai, muốn biết con mình là như thế nào, trước khi đi thi cũng đi bói. Không ạ? Mà thầy bói nó phán thì lung ta lung tung, nhưng mà tin thì tin sái cổ. Đó là người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà tôi mới nghiệm ra một điều rằng, ở trong hội thánh của Chúa, Chúa cho miễn phí chúng ta một khả năng để thấy được những điều, kể cả những tương lai huyền bí. Thấy hết, biết sạch bách hết. Trong hội thánh nhà muôn dân, Chúa dấy lên những anh em ở trong các điểm nhóm trong hội thánh. Tôi chưa có trình bày lên trước buổi nhóm chủ nhật cho nên anh em không thấy cái đó. Trong những buổi nhóm kín sẽ có. Cho nên những người đi buổi nhóm tế bào ở nhà ông dân ngại lắm. Ông nào mà mới tà dâm hôm qua là không dám đi. Mới nói dối hôm qua là không dám đi. Mới đánh vợ hôm qua không dám đi. Không dám đi luôn. Lặng luôn. Bởi vì đến đó lộ ra trơn. Nói ông qua đây, tầm bậy rồi, ăn năn đi. Thế là hồ đúng đúng đúng. Thấy hết. Thấy cả quá khứ, thấy cả hiện tại, thấy cả tương lai. Thấy cả những sự dẫn dắt của Chúa cho từng cuộc đời con người. Đó là cơ đốc nhân thời kỳ cuối. Vài tháng nữa anh chị em sẽ thấy hội thánh nhà muôn dân sẽ có một vụ đó. Thấy public, thấy trên live stream. Thấy được cái một vụ đó. Đó là những tiên tri, những nhà tiên kiến. Anh em đọc Cựu Ước, anh em biết có cái khái niệm tiên kiến không ạ? Đấy. Ông Saul lơ đó, ông mất cái con lừa. Ông nói bây giờ tìm ở đâu nhỉ? Ông vò đầu bứt tai thì ông kia nói, ôi dồi, trong thành kia có ông tiên kiến. Bây giờ vô hỏi ông cái là xong liền. Ông chỉ cho con lừa núp ở bụi rậm nào liền. Ông thấy, ông biết. Và tôi nói với anh chị em, giữa một cái thế giới đầy dẫy sự tối tăm này, rắc rối này, làm sao chúng ta có thể thành công hơn những người ngồi thế gian nếu chúng ta không thấy hơn họ, thưa anh chị em? Có đúng không? Làm sao mà mình thành công hơn họ, mình mạnh hơn họ, mình làm thầy họ, làm chỉ đường họ, làm ánh sáng cho họ nếu mình không thấy nhiều hơn họ? Tôi hỏi anh chị em câu đó. Nếu chúng ta giống như những người ngồi kia thì không có lý do gì để chúng ta nói mình đứng đằng đầu mà không đứng đằng đuôi. Mình chỉ công bố cho vui thôi. Còn mình phải có ơn. Mình được thần của Đức Chúa Trời đổ lên. Và mình phải có chiêm bao. Mình phải có sự hiện thấy. Mình phải có nói tiên tri. Mình phải có những cái khả năng đặc biệt mà thần Đức Chúa Trời ban cho. Anh chị em đọc trong công vụ sứ đồ, anh chị em sẽ thấy. Từ trang đầu công vụ sứ đồ đến trang cuối công vụ sứ đồ, còn là những sự chỉ dẫn siêu nhiên cho các sứ đồ. Anh em thấy không? Ông Philip đang phóng hưng tại Samari. Thiên sứ đã nói, ê, đứng dậy đi trên kia. Đi xuống gặp ông Hồng Quang đang ngất ngư trên xe. Và bắt đầu giảng ông Hồng Quang tin xong cái. Làm bắp tem xong cái, độn thổ đi chỗ khác. Anh em thấy nó không siêu nhiên à? Đúng không? Ai trong thế giới ngày hôm nay có thể độn thổ được như Philip? Mà điều đó đã xảy ra trong hội thánh của Ngài. Đúng không? Điều đó đã xảy ra. Và rất nhiều những điều khác. Phi-rơ, Anania, Phao-lô có những sự hiện thấy siêu nhiên. Thậm chí Phao-lô còn khoe rằng, tôi biết một người trong thân thể, ngoài thân thể tôi không biết, nhưng được cất lên tầng trời thứ ba, nghe những điều không được nói ra. Anh em thấy siêu nhiên không? Cho nên tôi tin rằng những cơ đốc nhân thời kỳ cuối có cơ hội, và có cơ hội rất lớn hơn những cơ đốc nhân thời kỳ đầu, là được hưởng cơn mưa cuối mùa. Cơn mưa làm nảy nở hạt giống, hạt trên cành. Cơn mưa làm sung túc những cây trái trên cành. Cơn mưa đó sẽ khiến cho ân tứ trên đời sống các hội thánh cực kỳ phong phú. Giống như Phao-lô nói là chúng ta sẽ không thiếu một ơn nào. Anh em khát khao đi, ước ao đi.
không khác, không thiếu một ơn nào đâu. Cái sai lầm của nhiều người trong chúng ta là chúng ta không chịu khát khao. Mà nếu chúng ta có khát khao thì chúng ta chỉ khát khao được dăm ba bữa thôi. Đến những đại hội phấn hưng phục hưng thì về nóng cháy lắm, nhưng mà đâu được hai ba bữa là nó lạnh tanh như cái bếp lò, lạnh mất, lặng mất tiêu. Đó là điểm thiếu sót của chúng ta. Trong cuộc đời hầu việc Chúa của tôi đó, tôi nói để khích lệ anh em, tôi nói để dục lòng anh em vì cớ vương quốc của Chúa. Anh em biết trái tim của tôi là tôi nghĩ đến hội thánh của Chúa tại đất nước này phải là một hội thánh đầy vinh hiển và quyền năng. Tất cả những con cái Chúa trên đất nước này phải là những con cái Chúa mà người ta nhìn vào người ta phải chảy nước miếng thèm. Anh em hiểu, dùng cái từ nó hơi thô thiển tí nhưng mà thực tế nó thế. Nhìn cuộc đời là tôi thèm được như anh, tôi thèm cuộc đời như anh, một cuộc đời không thiếu một ơn gì. Tôi không nói đến cái chuyện phải giàu có, tỷ phú, tiền bạc. Những cái chuyện đó nó chuyện quá bình thường trong cuộc sống. Đôi khi người giàu cũng ăn ngày ba bữa, ngủ giường 2 mét thôi, chả giải quyết được vấn đề. Tôi nói những sự khác, nhiều sự khác trong cuộc sống, sự bình an, sự vui mừng, sự quyền năng, sự đời sống mạnh mẽ trong nội tâm. Nhìn cặp mắt sáng quắc, ngời ngời, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tươi vui, tâm hồn lúc nào cũng thảnh thơi, người ngồi kia thèm rỡ nước giải luôn. Thật không gian? Chứ làm sao nữa? Đó là nói sự thật. Không biết trên live stream có ai chưa tin Chúa xem không? Ráng thèm đi, rồi đến tin Chúa. Tôi cứ nói thật vậy thôi. Phải đến tin Chúa. Đó là sự thật. Và mỗi con cái của chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời là chúng ta đây, phải có cái trách nhiệm làm vinh hiển danh Chúa qua cái cách như vậy. Mình phải thể hiện một đời sống có Chúa. Đó là vinh hiển của Chúa. Anh chị em ạ. Và một trong những sự đó là hãy khát khao mình được đầy dạy Đức Thánh Linh. Khát khao liên tục. Anh em thấy đó, trong chức vụ mà Chúa ban cho tôi đó, đâu có phải một ngày một bữa Chúa dùng đâu anh chị em. Đâu phải một ngày một bữa mà mình đầy dạy một cách mạnh mẽ ngay được đâu. Tất cả những ai bạn bè biết tôi từ xưa sẽ biết, nó đi từng chút, từng ngày, từng giai đoạn. Nhưng nếu như tôi dừng khao khát, nếu như tôi nghĩ rồi thôi, thôi đủ rồi, bây giờ mình chỉ là lăng quăng chơi vui thôi, thì sao mà đây? Xong, cuộc đời mình chấm dứt ở đó. Đúng không ạ? Mọi thứ có hết rồi mà, mơ ước chi nữa? Đúng không? Nhưng anh chị em à, đừng như thế. Bởi vì sao biết không? Trong Chúa có cả một kho tàng vô tận để chúng ta khám phá. Tôi xin thưa với anh chị em, mỗi lần tôi phục vụ Chúa xong, khi tôi lên núi tôi ở riêng với Chúa, đó là thiên đàng trên đất, để khám phá Ngài, để lắng nghe tiếng Ngài, để biết Ngài nói rằng Ngài yêu mình. Anh chị em à, tôi chỉ nói một lời này thôi để anh chị em thèm chút xíu. Khi anh chị em dầm thấm trong Chúa, ở riêng với Chúa, bắt đầu hồn anh chị em nghe được 3 tiếng ta yêu con. 3 tiếng đó thôi. Anh chị em khóc một ngày, một ngày nước mắt không thể dừng chảy ra. Nó lạ lắm, nhưng mà đó là thiên đàng trong trái tim chúng ta. Đó là sức mạnh nội tâm để chúng ta đi phục vụ cho thế giới này. Nếu chúng ta không có một tình yêu sâu đậm bởi Thánh Linh ban cho với Chúa, chúng ta không thể tiếp bước một cách vui mừng trong con đường phục vụ Chúa được đâu. Nó sẽ chán nản, nó sẽ nhàm chán, nó sẽ xa ngã, nó sẽ đủ thứ. Tôi khích làm chứ, bận gì thì bận, hãy dành thời giờ khát khao. Chúa ơi, hãy đẩy dạy Thánh Linh cho con. Hãy thăm viếng con, hãy chạm trái tim con cần Ngài, con yêu Ngài. Lạy Chúa, con không muốn gì trên cuộc đời này hết nữa, ngoại trừ Ngài hãy đến đây với con giờ này. Đó là tiếng kêu từ tâm lòng. Tôi hay lên một hòn đá cao chót vót và tôi la lên với Chúa như thế. Chúa hãy đến với con cần Ngài. Không cần tất cả
thứ gì con không cần, con cần. Và khi Chúa đến, Chúa thăm viếng mình, mỗi lần như vậy đó anh chị em, ân tứ nó gia tăng. Đó, ân tứ nó gia tăng. Ừ. Có một lần, tôi ở riêng với Chúa vài ngày. Sau đó, tôi mới trở xuống tôi phục vụ hội thánh. Mà thật sự trong những cái thời kỳ dài ngày đó, tôi cũng không cảm nhận được cái gì hết á. Anh em đừng có nghĩ rằng là ở riêng với Chúa là điện nó phải chạy trong người. Anh em đừng để ở riêng với Chúa là cái gì đó phải giật, không có. Rồi năng lượng đồ gì lung tung tự bịa ra, không có cái gì hết. Bình thường, chỉ là mối quan hệ cá nhân với Chúa đầy cảm xúc yêu thương. Vậy thôi, giống như ở với người cha yêu mình vậy. Anh chị em đã từng yêu cha mẹ mình như thế nào? Thì mình ở với Chúa giống vậy, cảm xúc vậy. Đó, và khi ở vài ngày, thì tôi cũng bình thường, tôi nghĩ chắc cũng không có gì thay đổi. Nhưng khi tôi trở lại tôi phục vụ Chúa anh chị em, tôi bước vô hội thánh, rồi đến giờ cầu nguyện, tôi vừa đi xuống thôi, quỷ nó la nó bỏ chạy. Nó che mắt lại, nó đừng nhìn tao. Tôi ngạc nhiên, tôi nói cái chuyện gì xảy ra, chưa bao giờ xảy ra. Và sau đó Chúa tỏ cho tôi biết, tại con ở với ta. Vậy thôi, đơn giản, Chúa tỏ cho tôi biết, tại vì con ở với ta. Đó anh chị, đó đó. Cho nên, cơ đốc nhân thời kỳ cuối là những người ở với Chúa nhiều nhất. Càng ở với Chúa nhiều, anh chị em càng đầy dậy thánh linh. Càng ở với Chúa nhiều, ân tứ càng xuất hiện. Càng ở với Chúa nhiều, sự hiện thấy càng nhiều, lời tiên tri càng nhiều, giấc mơ càng nhiều, và Ngài bày tỏ tất cả mọi thứ xung quanh cho anh chị em biết hết. Anh em thấy Chúa Giê-xu không? Đó. Ban đêm Chúa lên núi, Chúa cầu nguyện với cha, rồi Chúa đi xuống phục vụ. Có ai lừa được Chúa Giê-xu không anh chị em? Lời chưa ra khỏi miệng Chúa biết tổng rồi. Mang Pha-ri-si ngồi kia, Chúa nói, ê, nghĩ gì trong bò lòng ấy? Mới nghĩ bậy gì vậy? Chú biết hết. Chú biết tất tần tật luôn. Chú biết hết. Cho nên những người ở với Chúa là những người có một thân linh nhạy bén vô cùng. Mọi dao động gì xung quanh trong thế giới này, anh chị em cảm nhận được liền. Vô buổi nhóm anh chị em cảm nhận được liền. Còn quỷ nào nọ dưới kia anh chị em biết luôn. Đúng không? Biết luôn. Biết tuốt lỗ luôn. Hôm nay tao phải xử lý mày. Là nó rung rồi đó. Dưới bắt đầu nó, tôi thấy có những thời kỳ là đứng trên này giảng mà ở dưới nó toát mồ hôi, tội nghiệp mấy anh quỷ toát mồ hôi rung lẩy bẩy, nó cứ về rung lẩy bẩy, vì nó biết mình biết nó, biết nó hôm nay nó bước vô đây có nghĩa là số phận của nó đã định đoạt rồi. Chị em thấy không? Đó, không phải vì mình đặc biệt gì cả đâu anh chị em, tất cả là bởi vì Chúa có thể dễ dàng hành động qua con người của mình. Đó đó. Cho nên cơ đốc nhân thời kỳ cuối, mình phải có cái trách nhiệm đó. Buổi chiều hôm nay tôi khích lệ tất cả anh chị em, hãy làm một cam kết nghiêm túc với Chúa. Phải có cam kết. Đời sống cơ đốc thực sự là một cam kết. Khi anh chị em đến với Chúa là anh chị em cam kết linh hồn mình với Chúa, trung thành với Chúa, đi với Chúa. Một mình Ngài, chỉ yêu một mình Ngài. Đó là cam kết. Cho nên anh em hãy cam kết đi. Tôi biết cuộc sống của chúng ta khác nhau, mỗi người có sự bận rộn khác nhau, nhưng tôi tin khi anh chị em yêu cái gì, anh chị em luôn có thời gian cho cái đó. Anh chị em có đồng ý với tôi câu đó không? Tôi biết mà, tôi biết cái đó là chân thật. Ai cũng bận rộn hết á, nhưng mà khi có người yêu là vẫn đưa đi uống nước, ăn chè đồ, xem phim đồ thoải mái. À, bận thì bận, nhưng mà có người yêu thì người yêu vẫn số 1, đúng không? Cho nên khi chúng ta yêu Chúa Giê-xu thì không có cái gì gọi là bận ở đó. À, tất cả nếu có cái từ đó, tôi nghĩ chỉ là ngụy biện mà thôi. Cho nên khi chúng ta yêu Chúa thật, chúng ta sẽ có thời gian cho Ngài. Đó là sự. Và Chúa sẽ thưởng cho anh chị em mình bằng lời tiên tri thời kỳ sau cuối. Nhưng anh chị em ạ, nhưng điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây. Điểm thứ hai trong cái bài buổi chiều hôm nay. Nhưng cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, nó không phải chỉ là có một loại, mà anh em tra Kinh Thánh sẽ thấy có hai loại. Một loại đầy dẫy thứ nhất là đầy dẫy quyền năng. Và cái từ Hy Lạp đó nó gọi là đầy dẫy bên ngoài. Nhưng có một từ nữa cũng đầy dẫy Thánh Linh,
Nhưng mà từ Hy Lạp đó nó nghĩa là đầy dậy bên trong. Hay ta. Bây giờ anh em đọc Kinh Thánh em sẽ thấy cái từ đầy dậy mà ở trong Công Vụ chương 2, khi Đức Thánh Linh giáng xuống, mọi người ai nấy đều được đầy dậy Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho nói. Thì cái từ đầy dậy đó là đầy dậy bên ngoài, đầy quyền năng, đầy dấu kỳ phép lạ. Nhưng anh chị em cũng có thể đọc thấy trong Ê-phê-sô chương 5 có một từ mà sứ đồ Phao-lô nói là đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Thì đầy đó là đầy bên trong. Rồi ngày xưa khi tôi chưa nghiên cứu Kinh Thánh, tôi đọc đến cái chỗ mà chọn 7 thầy phó tế đó. Em nhớ câu chuyện đó không? Chọn 7 thầy phó tế để đi phát cơm cho các bà gó đó. Và Kinh Thánh chép là phải chọn những người đầy đức tin và đầy dậy Thánh Linh. Tôi nghĩ ồ chắc là mấy phải chọn mấy cái ông quyền năng đủ quỷ đồ đó đi phát cơm. Nhưng mà sau này tôi nhầm. Không. Cái từ đó là đầy dậy bên trong. Chọn những người đầy phẩm hạnh giống Chúa Giê-xu. Đầy yêu thương, đầy bình an, đầy nhẫn nhục, đầy nhân từ, đầy sự hiền lành, đầy trung tín và tiết độ. Cho nên khía cạnh thứ hai tôi muốn nói ở đây, đó là phẩm hạnh của chúng ta. Vì vậy, anh chị em nhớ, khi Chúa Giê-xu đầy dậy Thánh Linh, Chúa có ra giảng đạo ngay không anh chị em? Không. Không. Đức Thánh Linh đưa Ngài vào đồng vắng. 40 ngày, Ngài chịu cám dỗ ở đó. Và Ngài chiến thắng cám dỗ. Ngài ra khỏi đồng vắng và Ngài giảng bài giảng đầu tiên. Cũng vậy, trong Ê-sai chương 40, anh chị em đọc Kinh Thánh sẽ thấy, tôi muốn phân tích một chút chỗ này để cho cuộc đời chúng ta sẽ đi đúng hướng. Nó không đốt cháy giai đoạn được. Tất cả mọi chúng ta đều được Chúa dùng trong thời điểm của Chúa. Thời điểm của Chúa là tốt nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải chuẩn bị mình cho Ngài. Người lính trước khi ra trận phải luyện tập, phải qua trường huấn luyện, phải không anh em? Không có ai mà đi bắt lính xong đẩy luôn ra chiến trường, chết luôn. Chết luôn. Đó, mấy cuộc chiến Nga với Ukraine anh em thấy không? Huấn luyện chậm, huấn luyện gấp gáp quá, đẩy ra đứa nào nướng đứa nấy, nướng hết trơn. Có người là có con sống bên đó, tức là thời kỳ đi làm lao động bên đó, rồi lấy chồng lấy vợ, rồi sinh con lên đó, đăng ký hộ khẩu lên đó, thành công dân Nga, đủ 18, 19, 20 tuổi bắt đi lính, 2 tháng gửi báo tử về cho mấy đâu, nướng chết luôn. Cho nên lính không huấn luyện là chỉ làm mồi cho Satan thôi, phải huấn luyện. Đúng không? Nhiều khi chúng ta quá máu, Đức Thánh Linh đổ xuống cái là đi đủ quỷ chữa bệnh luôn. Nó làm cho một cái là đi vô bệnh viện để chữa bệnh. Đúng không? Làm cho gọi là banh xác hết trơn. Bởi vì chúng ta không chịu huấn luyện. Tôi đọc câu Kinh Thánh đó anh chị em nghe nha. Có tiếng kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va. Hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Em thấy không? Mở đầu từ này là gì? Có tiếng kêu trong đồng vắng. Nên chú ý từ này, đồng vắng. Đồng vắng là nơi có rất ít tiện nghi. Đồng vắng là nơi có ít sự giúp đỡ nhất. Đồng vắng là nơi anh chị em cô đơn nhất. Anh chị em cảm thấy mình trần trụi nhất và cảm thấy dễ bị cô lập và nguy hiểm nhất. Đồng vắng là nơi mà anh chị em phải học cách bắt thắng để sinh tồn. Đồng vắng là nơi mà anh chị em phải tự đứng lên chân của mình chứ không dựa vào chân của ai được. Phải không anh chị em? Đồng vắng là nơi mà anh chị em phải tự học hỏi để sống, tự kinh nghiệm để sống. Đồng vắng là nơi đó. Cho nên Chúa luôn đưa mỗi cuộc đời chúng ta là những người đầy dậy Thánh Linh. Chứ không đầy dậy Thánh Linh Chúa không đưa vô đâu, vì đưa vô chết mất. Đúng không ạ? Chúa không có đưa cái người đầy dậy Thánh Linh, không đầy dậy Thánh Linh vô đồng vắng. Cho nên những người mà sống lơ tơ mơ mà nói con đang ở trong đồng vắng thì không phải. Đây là xác thịt nó đang xử lý anh, chứ không có đồng vắng gì hết đó.
Đúng không? Vì anh ăn cắp, ăn trộm, nói dối, tà dâm, nó xử anh. Chứ đồng vắng gì ở đây? Đúng không? Đồng vắng gì? Anh suốt ngày cứ lạm dụng cái từ này. Ôi, con đang tây tu tư tả vì con đang ở trong đồng vắng. Không phải đâu. Ông đang bị quỷ nó xử. Vì ông tà dâm hôm qua. Ông bị quỷ nó xử vì ông cãi với vợ ông hôm qua. Ông uống rượu hôm qua, ông say hôm qua, ông đi bia ôm hôm qua. Thì nó xử ông cho đồng vắng gì ở đây? Đồng vắng không có bia ôm. Đồng vắng không có karaoke ôm. Đồng vắng cũng không có gái mại dâm. Đồng vắng cũng không có cái gì trong đó cả. Cho nên không thể nói chuyện đó được. Đúng không chị em? Đúng rồi. Cho nên tôi muốn nói những lời này để tôi hủy bỏ những cái khái niệm sai lầm tự an ủi đời sống mình, tự an ủi, tự biện hộ cho những sa ngã của mình, rồi đổi thừa cho Đức Chúa Trời. Bảo Chúa đưa con vô đồng vắng lâu quá, đưa gì mà đến gần tắt hơi rồi chưa ra khỏi. Người nói con gần tắt hơi về chầu trời rồi mà chưa ra khỏi đồng vắng. Người than vãn thế. Tôi nói những người đó sai lầm. Không phải đâu. Tốt nhất là đừng nói đồng vắng, mà tốt nhất phải ăn năn. Ăn năn để được đầy dẫy Thánh Linh, rồi Chúa sẽ huấn luyện anh em. Chúa chỉ huấn luyện những lính của Ngài thôi. Không phải lính Chúa không có huấn luyện. Những người là lính Chúa bắt đầu huấn luyện. Những người được thần Chúa đổ lên, Chúa sẽ huấn luyện. Những người khao khát Thánh Linh, Chúa sẽ huấn luyện. Những người bắt đầu nhận ân tứ, nhận sứ mạng từ trời, Chúa sẽ huấn luyện người đó. Chúa huấn luyện nơi đồng vắng. Và anh em chú ý ha, mọi nơi sủng thấp phải làm cao lên. Trong cuộc sống chúng ta, trái tim chúng ta sẵn sàng và rất dễ tan nát vì mọi biến cố xảy ra một cách bất ngờ. Đúng không anh chị? Có thể đó là sự tổn thương trong lúc phục vụ, tổn thương trong gia đình, một sự sụp đổ nào đó, thất bại nào đó, một tai họa nào đó bất ngờ xảy đến trên cuộc đời chúng ta, có thể làm cho trái tim chúng ta vỡ vụn, chúng ta trùng xuống. Và đôi khi có một số thứ trong cuộc đời dường như nó đang muốn cướp đi sứ mạng từ trời mà chúng ta đã nhận từ Chúa một cách rất xác quyết. Đó là những nơi chúng ta đi vào những vùng sủng thấp, những nơi mà tâm hồn chúng ta dường như không thể gượng lên. Anh em ơi, đó là những lúc Chúa sẽ đến an ủi anh em và nâng anh em lên. Chúa nâng anh em lên để gì? Để anh em thấy được lòng nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời hầu việc Chúa, tôi khóc không biết bao nhiêu lần vì lòng nhân từ của Chúa đối với những đổ vỡ của cuộc đời mình. Khi chúng ta nghĩ đến điều đó, chúng ta nói: Chúa ơi, không ai yêu con bằng Ngài. Không ai dung thứ cho con và tử tế với con bằng Ngài. Và chỉ trong đồng vắng đó, anh chị em mới thực sự cảm nhận từ trái tim của mình tình yêu và sự chân thành của Đức Chúa Trời. Đó là lý do anh chị em có thể ra khỏi đồng vắng và có thể tử vì đạo, vì Chúa. Không sợ nữa, bởi vì tình yêu của Chúa đã chiếm hữu hoàn toàn cuộc đời chúng ta. Chúng ta không thể nào cảm nhận được thực sự tình yêu và lòng thương xót của Ngài nếu chúng ta không gặp những vùng trũng trong cuộc đời của mình. Chúa cho phép những vùng trũng anh chị em. Cho nên tôi muốn nói với những anh chị em ngồi đây, có thể một vài anh chị em đang ở trong vùng trũng của chức vụ, vùng trũng của những ước vọng, của những sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Anh em ơi, hãy tiến lên. Chúa sẽ đưa anh em lên cao. Sau khi anh em cảm nhận được lòng nhân từ của Ngài, anh em không rời Ngài được, không bỏ Ngài được nữa, không xa Ngài được nữa. Anh em không còn nói rằng: lạy Chúa, chắc con không thể đi cùng Ngài được nữa. Anh em không nói câu đó nữa. Và anh em nói rằng: sống chết gì con cũng bám lấy Ngài. Đó là người đã cảm được tình yêu. Tuy nhiên anh chị em, cuộc sống không chỉ có những vòng trũng, nhưng cuộc sống cũng có lúc đưa chúng ta lên cao. Lên cao của danh vọng và tiền tài, lên cao của những tiếng vỗ tay và đám đông, khiến cho những ngọn núi trong tâm hồn chúng ta nó dựng lên và chúng ta nghĩ mình cái gì đó rất đặc biệt. Đúng không anh chị em? Chúng ta nghĩ mình: ô, bây giờ tôi đặc biệt quá, tôi xứng đáng với tất cả mọi vinh quang, tôi phải được hưởng, mọi người phải vỗ tay cho tôi, mọi người mà không vỗ tay cho tôi là tôi tiêu diệt đấy. Đúng không ạ?
Đó là những ngọn núi trong tâm lòng chúng ta. Và Đức Chúa Trời nói rằng những ngọn núi đó phải hạ xuống. Hạ xuống. Một người đầy dẫy Thánh Linh mà còn những ngọn núi đó thì Chúa chưa làm được. Những ngọn núi đó che mất vinh quang của Chúa. Người đó đến với đám đông, người ta không thấy Chúa mà chỉ thấy người đó. Chỉ vỗ tay cho người đó, chỉ khen ngợi người đó, chỉ nói rằng ôi nhờ anh nhờ chị mà tôi được thế này thế nọ thế kia. Còn Chúa đâu thấy. Trong khi thực tế là Đức Chúa Trời làm việc cho họ. Sự thật vẫn phải là sự thật. Đúng không anh chị? Nếu anh chị em có một đứa đầy tớ, đúng không ạ? Anh chị em đưa tiền cho nó, anh chị em bảo nó, đầy tớ ơi, đem 50 triệu này đưa cho cái ông hàng xóm kia, ông nghèo quá ta giúp nó. Xong rồi ông chủ ông bận biểu quá, ông không liên hệ nữa. Thì một hôm ông kia sang gặp đầy tớ. Ôi cảm ơn anh nha, anh tốt. Đúng rồi, tiền tao làm đầy tớ mấy năm tao mới cho mày đó, chứ lấy đâu ra tao dành dụm từng cắt tao cho mày đó. Ông kêu quỳ xuống lại đầy tớ này quá chừng luôn. Thằng đầy tớ quên râu lên, hả mà đi dày dày sung sướng. Mà thực tế là cái nguồn tài chính đó đâu anh chị em? Chúng ta phục vụ Chúa Giêsu, mọi ơn, mọi quyền, mọi điều gì mình có thể cung ứng cho người khác là tớ. Chúng ta là những người đưa thứ thôi. Chúng ta là những shipper thôi. Đúng anh chị em? Chúng ta nhận hàng, chúng ta đem đi giao thì đừng có ngọn núi nào trong tấm lòng này. Mong shipper có ông nào kiêu ngạo không? Shipper nó sai từ sáng đến chiều chạy về bạc mạng đi nóng hết cả đít rồi kêu ngào gì đó chứ. Đó shipper mà, cho nên bổn phận chúng ta là phải làm shipper cho Chúa Giêsu em ấy. Ok, mọi ngọn núi trong lòng hạ xuống em ấy. Cho nên tốt nhất, đó là cách tốt nhất, đừng cướp vinh quang của Chúa. Hãy hiểu cho rõ điều này. Một người đầy dẫy Thánh Linh mà chưa đi qua đồng vắng rất dễ vênh váo. Dễ lắm. Tôi cũng có gặp rồi. Tôi cũng có gặp rồi. Và cái dòng nó vênh váo á thì nó cũng rất dễ cụp xuống. Điền hồi ấy, lặn mất tâm như tàu ngầm kilo luôn, thấy đâu. Cho nên Chúa hạ xuống. Chúa ban ơn cho người khiêm nhường nhưng chống cự kẻ kiêu ngạo. Trong đồng vắng, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Nhưng chưa hết đâu anh chị em. Ngoại trừ những đau thương, những vinh quang phải được san bằng, thì trong tính cách chúng ta cũng còn những chỗ gập ghềnh. Có đấy. Đôi khi chúng ta cũng hơi ganh tị một chút. Có phải anh chị em? Thấy người kia được ơn hơn về mình cũng nóng máy ngủ không được. Không biết nói nó có trúng tim đen ai đây. Nóng máy đó là trong hội thánh mình đang quản nhiệm một hội thánh mà thấy một anh em nó trỗi dậy quá về nóng máy mấy đêm liền, thức đêm ngủ được. Chắc mình phải tìm cách mình dìm thằng này xuống, đè cái cổ nó xuống, đừng cho nó phát biểu nữa chứ kiểu này là mình mất luôn chức vụ. Những cái gập ghềnh này đôi khi nó vẫn vơ đâu đó trong tính cách chúng ta, đúng không chứ? Chúng ta là những người xác thịt mà. Không ai thánh hết. Không ai trong chúng ta là thánh. Chúng ta là những thánh đồ nhưng sống trong xác thịt. Vẫn còn sống trong xác thịt. Và chúng ta phải có những sự gập ghềnh, những đố kỵ, những ghen tương, những giận dữ, những hờn dỗi, những ganh đua. Và anh em à, Chúa phải xử lý những gập ghềnh này trước khi chúng ta thấy vinh quang của Chúa. Trong cuộc đời của tôi đi với Chúa, tôi nhận thấy những điều này nó rõ lắm. Nó rõ lắm. Có những lúc mình phải đau đớn khóc lóc để cắt đi những gập ghềnh trong tính cách của mình. Cắt đi. Đau lắm anh chị em. Anh em từng tưởng nó không đau. Anh em thử nghĩ đi. Anh em tức một người nào đó mà Chúa bảo mày đừng tức nữa. Tôi đố mà anh em không đau á. Anh em sẽ cãi với Chúa suốt đêm. Nhưng mà con phải tức. Không tức là không sống được. Chúa nói, ta nói con không được tức nữa.
Còn em 3 giờ đêm thức dậy con phải thức. Đúng không anh em? Những cái gập ghềnh này phải cạo, cạo như cạo mũ cao su vậy đó. Tứa nhựa tứa máu ra để tính cách chúng ta được giống Chúa Giê-xu. Và những điều này được xử lý trong đồng vắng, nơi chỉ có một mình ta với Chúa, nơi mà chúng ta thầm khóc để thưa với Chúa những bất toàn của mình, những yếu đuối của mình, những thiếu sót của mình, những điều rất tồi tệ của mình mà người khác nhìn vào có vẻ không phát hiện ra, thấy ông như ông thánh sống vậy đó. Nhưng trong phòng riêng thì đúng là tín đồ Satan. Đôi khi nó cũng ghê tởm như vậy. Nhưng mà huyết Chúa Giê-xu sẽ biến chúng ta thành thánh đồ của Ngài. Đó là chỗ chúng ta cần Chúa anh chị em. Thực tế nó vậy. Không nói sai, không nói quá đâu anh chị em. Phải qua sự tỉa sửa những gập ghềnh. Nếu chúng ta không tỉa sửa những điều này, thì khi Chúa dùng chúng ta trở thành một người ảnh hưởng hàng triệu người, mà chúng ta còn ganh tị, tức giận, nói hành, nói xấu, thì điều gì xảy ra anh chị em? Tan nát hết. Danh của Chúa sẽ bị tổn hại. Cho nên Chúa chúng ta, tôi nghiệm lại, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng rất khôn ngoan. Chúa không thể dùng một người nào mà Chúa nghĩ rằng, Chúa thấy rằng nó còn bất toàn. Chúa phải lau chùi như lau những con trai Lê Vi, cho nó lắng bóng, giống như David lựa 5 hòn đá mà bóng láng ở dưới suối thì mới có thể bắn một phát vô trong trán của Goliath luôn, ngã cái rầm liền. Còn nếu viên đá nó không bóng láng, nó không bay được, viên đạn đó nó phải chính xác. Còn nếu nó còn gập ghềnh, nó không vô trán Goliath mà nó vô cái ông nào đó thì căng. Đúng, căng, rất căng. Phóng một phát không vô Goliath mà vô anh em mình, ngã cái đùng rồi sao? Nếu tính cách chúng ta không chịu tỉa sửa, chúng ta sẽ đánh nhau. Chúng ta sẽ đánh nhau. Trong hội thánh chúng ta sẽ đánh nhau. Thay vì đánh Goliath, chúng ta đánh nhau. Bởi vì những gập ghềnh trong tính cách chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng anh chị em mình, ngáng chân mình, chúng ta phải đánh nhau. Vì những điều đó. Cho nên thưa anh chị em, qua cái phân đoạn này, tôi mới đúc kết lại. Tôi rất là ấn tượng cái chữ bấy giờ. Mọi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ. Bấy giờ gì anh chị em? Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra. Và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va phán như vậy. Anh em có muốn cuộc đời của mình bày tỏ vinh quang Chúa không? Anh em phải chịu đồng vắng của Đức Chúa Trời. Phải chịu. Đau lắm nhưng phải chịu. Và một trong những điều đau đớn nhất trong đồng vắng đó là tuyệt đối vâng lời Chúa. Đó là chìa khóa. Đúng không? Có những lúc có nhiều điều mời gọi chúng ta, có nhiều điều khiến chúng ta phải chọn chỗ này, chọn chỗ kia. Nhưng vì cớ Chúa, chúng ta chọn chữ trung thành. Vì Phao-lô nói rằng cái điều yếu cần nhất của người quản trị là lòng trung thành. Cuộc sống này thiếu gì những tiếng mời gọi anh chị em? Mà con người chúng ta thì nó ham cái gì? Cái chỗ nào tiện thì nó móc tới thôi. Đúng không? Và cái văn hóa thế giới này nó dạy chúng ta như thế. Đang làm cho công ty này, đang ngon lành, sếp yêu quý mình, những cái thằng hàng xóm kia nó trả hơn 5 triệu là mai nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Vậy thôi chứ đâu. Thế giới này đã đào tạo những người bất trung. Nhưng anh em à, trong Chúa phải trung thành. Phải trung thành. Trong hội thánh đó, tôi rất thích dùng những người theo hội thánh từ lúc ban sơ. Từ lúc có 2-3 con người á, mà họ vẫn theo. Đó là người trung thành. Còn khi mình vinh quang, ai cũng biết, nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều đủ thứ ân tứ rồi, ai chả muốn theo. Dĩ nhiên mình dùng tất cả anh em, nhưng Chúa đánh giá lòng trung thành. Đó là chỗ chúng ta phải suy nghĩ. Và trong cuộc đời này, nó cũng gạ chúng ta rất nhiều điều ô uế.
gian dối một tí sẽ được đóng lợi. Nhưng mình chọn thánh sạch hay là chọn lợi tức đấy, đó cũng là một lựa chọn. Đúng không chị? Đó. Rồi lòng thành thật đủ các tính cách hết trong ân tứ chín bông trái thánh linh. Anh chăm đọc sẽ thấy nó đưa cho chúng ta những lựa chọn, và khi chúng ta chọn vâng lời Chúa, chúng ta đang giống Chúa Giêsu trong đồng vắng. Chúa Giêsu luôn nói với ma quỷ gì anh chăm? Có lời chép rằng, có nghĩa là ý Chúa như thế này, tôi chọn theo ý Chúa. Anh nói gì thì nói, anh offer cái gì mượt, anh chào mời cái gì tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là Chúa tôi nói cái gì. Đó là rèn luyện tính cách trong đồng vắng. Tôi nói với anh chị em, nó cũng rất đau đấy. Đau lắm. Có thể anh em từ chối một món lợi, khiến cho anh em phải tiếc mất ngủ cả tuần. Mất ngủ. Đúng không? Anh em chỉ cần tặc lưỡi qua một cái rồi mình về mình ăn năn mà. Rồi đổi đời luôn. Nhiều người nói vậy, có gì đâu. Dân chương 1 câu 9 nói rất rõ rồi, tuổi xưng tội là huyết Chúa tha thôi. Tặc lưỡi phạm tội đi rồi xong cái là ăn năn. Nhưng anh chị em ạ, đừng có bao giờ hời hợt với Chúa như thế. Một miếng gỗ đã bị đóng cái đinh vô rồi, dù có rút ra cái vết nó vẫn còn đó, nó không còn tinh rồi. Một cái chén đã bể rồi, anh chị em lấy keo 502 dán lại, mua của Trung Quốc loại xịn sò, thì vẫn là cái chén bể thôi. Cho nên đôi khi trong cuộc sống, hãy chọn vâng lời Chúa, để chiếc bình này được in rộng. Và Chúa sẽ dùng những chiếc bình vàng bình bạc đó để tỏ bày vinh quang của Ngài. Mọi mắt sẽ thèm thấy. Khi anh chị em đã bước ra khỏi đồng vắng đúng ý nghĩa rồi, anh chị em bước vô đám đông, ánh sáng đó sẽ chiếu vào người ta. Người ta sẽ thấy Chúa trên cuộc đời của anh chị em. Anh em cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ đáp lời. Anh em làm bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ hậu thuẫn bằng quyền năng từ trời. Đó là lời amen của Chúa. Anh em thấy Samuel không? Đúng không ạ? Ông nói trước dân chúng. Ông nói trước dân chúng đó. Đây, bây giờ giữa mùa hè nè. Ta sẽ nói cho các ngươi biết ta là đầy tớ trung thành của Chúa. Ta chứng minh bằng cách ta kêu một tiếng là trời sẽ mưa cho coi. Giữa mùa hè lắm có mưa. Ông kêu một tiếng trời mưa rầm rầm, dân sự vỗ tay cúi đầu. Mưa đó chính là amen của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xác nhận đây là tôi tớ trung tín của ta, bằng những dấu kỳ phép lạ, bằng những việc quyền năng của Ngài. Thấy không chị? Cho nên rất dễ để sống một đời sống cơ đốc hời hợt. Dễ lắm. Đi nhà thờ rồi đi về, tối cũng làm nhậu vài chầu cũng chả sao ai biết. 2, 3, 4, 5, 6 rồi đi lang bạc ở đâu, mục sư cũng đâu có gắn định vị đâu mà biết. Chủ nhật thì vô cưa hai cái sừng đi thành chiên, đúng không? 2, 3, 4, 5, 6 thì gắn hai cái sừng vô thành dê. Và đôi khi chúng ta sống một đời sống cơ đốc thế, chúng ta thỏa lòng với nó. Chúng ta thấy mình cũng được mục sư nói là mình có tên trong thiên đàng rồi, nếu tối nay chết rồi chắc chắn cũng được cất lên. Chúng ta tự an ủi mình điều đó. Nhưng chị em, cuộc sống với Chúa không chỉ là cất lên thiên đàng. Cuộc sống với Chúa là bày tỏ vinh quang Ngài trên đất này, để thế giới thấy có một Đức Chúa Trời đang cai quản vũ trụ này. Có một Đức Chúa Trời đang hành động trong anh em. Có một Đức Chúa Trời đang amen với anh em. Có một Đức Chúa Trời có thể cứu cả một dân tộc và thế giới này. Đó là nhiệm vụ, đó là điều mà Chúa Giêsu đã để lại trước khi Ngài về trời. Đúng không anh chị em? Cho nên, để sống một đời sống cơ đốc thực thụ, có cái giá phải trả. Sự cứu rỗi là miễn phí, nhưng sống một đời sống đầy dẫy thánh linh, có giá phải trả. Bằng chối bỏ những điều ham thích của mình, những tội lỗi ưa thích của mình, những điều mà mình thích thú, phải vì cớ vinh quang Chúa cắt đi. Rất đau, nhưng phải cắt. Rất đau như vậy. Tôi khích lệ anh chị em đọc quyển sách Giá trả cho quyền năng của dấu kỳ phép lạ của nhà truyền giáo vĩ đại A.A. Allen. Ông nói 13 điều mà ông đã được Chúa tỏ cho ông khi ông chui vô tủ ông kiêng ăn cầu nguyện. 13 điều. Và ông làm một cái list. Bắt đầu
ông cắt từng cái nào mà ông vượt qua được thì ông gạch một cái. Và ông nói rằng đến ngày mà ông gạch được cái thứ 13 thì dấu kỳ phép lạ tuôn đổ qua cuộc đời của ông. Đó đó anh chị em, rất là đau đớn. Cho nên ở đây tôi muốn đọc một câu kinh thánh trước khi chúng ta cầu nguyện cùng nhau, trong Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 2. Vậy Đấng Christ chịu khổ trong xác thịt thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì trở lại làm theo ý muốn người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Anh em thấy không? Đây là lời Chúa. Phải trải qua sự đau đớn này. Đau đớn này. Tôi gọi đó là thời kỳ đồng vắng sau khi anh em được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay, rất nhiều con cái Chúa vội vàng trong chức vụ. Vội vàng lắm. Cho nên, cũng có nhiều sụp đổ trong thân thể của Chúa. Cũng có nhiều những tấm gương không tốt trong thân thể của Chúa. Nhiều những thứ non nớt trong thân thể của Chúa. Cho nên anh em là một người hầu việc Chúa, tôi nói nó là một trường huấn luyện lính tinh nhuệ của Đấng Christ. Không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta cần nghiêm túc với điều này và chịu sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Chịu sự huấn luyện, chịu những thời kỳ huấn luyện trong đồng vắng. Giăng Báp-tít đã chịu huấn luyện 30 năm để phục vụ Đức Chúa Trời có 6 tháng. Anh em thấy không? 6 tháng đó hả? 30 năm. Từ ngày ông sinh ra, ông đã vô đồng vắng, ăn cào cào châu chấu uống mật ong. Rồi ông được huấn luyện trong đó. 30 năm đến ngày ông khởi sự chức vụ, ông sống 6 tháng thôi. Nhưng hôm nay đâu đó, có những cơ đốc nhân huấn luyện 6 tháng đòi phục vụ 30 năm. Đấy là thảm họa. Đừng vội. Tôi muốn nhắn nhủ anh chị em một câu. Mọi sự đều tốt trong thời điểm của Đức Chúa Trời. Anh em hãy yên lặng với Chúa, chịu huấn luyện của Chúa. Chúa có thể chỉ dùng anh chị em 3 năm thôi, còn hơn anh chị em có thể tự mình làm trong 60 năm cuộc đời. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Cho nên hãy phó mình vào Đấng tạo hóa thành tiên. Chúa sẽ huấn luyện anh em. Chúa sẽ an ủi anh em. Chúa sẽ hạ anh em xuống. Chúa sẽ cắt tỉa anh em. Chúa sẽ uốn nắn anh em. Chúa sẽ làm cho anh em trở nên người của Đức Chúa Trời. Cảm ơn anh chị em. Cảm ơn Ngài. Đó đó anh chị em. Đây là lời tôi muốn chia sẻ cho hội thánh buổi chiều hôm nay. Và điều tôi muốn cầu nguyện giờ này là gì? Tôi cầu nguyện để cho câu kinh thánh trong Ê-sai chương 40 câu 1 đến câu 3 mà tôi vừa đọc đó được ứng nghiệm buổi chiều hôm nay. Có những vùng trũng sẽ được an ủi buổi chiều hôm nay. Có những ngọn núi sẽ được hạ xuống buổi chiều hôm nay. Có những gập ghềnh sẽ được cắt tỉa buổi chiều hôm nay. Amen không anh chị em? Chúa Thánh Linh sẽ thăm viếng chúng ta. Ngài chữa lành, Ngài giải phóng, Ngài an ủi, Ngài nâng đỡ. Ngài sẽ phán điều gì đó trong lòng anh chị em buổi tối hôm nay, buổi chiều hôm nay. Amen. Tất cả chúng ta đồng đứng được không ạ? Và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau nha. Nhẹ nhàng thôi. Vâng, cảm ơn Ngài. Lạy Chúa yêu dấu của con đến với Ngài giờ này. Tôi muốn tất cả dân sự của Chúa hãy hướng lòng mình thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng. Từ trong trái tim, anh chị em hãy nói những khát vọng của đời mình cho Chúa. Chúa đang nghe. Anh em, chị em muốn gì? Anh chị em khao khát điều gì trong cuộc đời của mình? Anh chị em ước ao điều gì? Hay có những ước mơ gian dở? Có những điều gì đó đang là sủng thấp trong cuộc đời, cũng hãy thưa với Chúa hôm nay. Có những gập ghềnh nào, có những chướng ngại nào, có những dốc không bằng nào trong cuộc sống của mình, hãy thưa với Chúa. Tôi tin Đức Thánh Linh bắt đầu thăm viếng chúng ta. Tất cả chúng ta hướng lòng về Ngài. Tôi cần không để một ai là đứng yên giờ này, mà hãy tất cả hướng cùng về Chúa và cùng cầu nguyện với nhau. Đức Thánh Linh đang ở đây. Cha ơi, con xin Ngài tuôn đổ cơn mưa cuối mùa, là cơn mưa
mà dân sự Ngài đang cần, để chúng con được mập mạnh trong Chúa, để chúng con được trọn vẹn trong Chúa, để chúng con được mạnh mẽ bề trong và thấy được vinh quang của Ngài trong ngày sau cuối. Đức Chúa Trời ơi, hãy đến giờ này, hãy đến giờ này, hãy đến giờ này, hãy đến giờ này trên từng người, từng người. Hãy đến giờ này. Tôi muốn cả hội thánh bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Hãy nói với Chúa: Thánh Linh ơi, hãy đến trên con. Con cần Ngài, con cần sự mật thiết với Ngài, con cần làm những tiên tri của Ngài, những người thấy chiêm bao và hiện thấy của Ngài. Thánh Linh ơi, tuôn đổ trên con giờ này. Chúa ơi, con muốn nghe Ngài, con muốn nói những lời thần cảm từ Ngài. Thánh Linh ơi, thăm viếng con, động chạm con, sờ vào tấm lòng con, chạm đến thân thể con, rờ đến môi con, chạm đến miệng con. Chúa hãy thăm viếng con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hỡi hội chúng hãy cầu nguyện. Cả hội chúng hãy cầu nguyện. Cả hội chúng hãy cầu nguyện. Tôi tin rằng thần Chúa đang ở đây. Thánh Linh Chúa đang ở đây. Thánh Linh Chúa đang ở đây. Hãy chạm từng người Chúa. Chạm từng người. Con muốn Chúa chạm từng người. Hãy chạm từng người. Chạm từng người. Chạm từng người. Chạm từng người. Con cầu nguyện trong danh Giêsu quyền năng, đổ đầy dân sự của Ngài. Chúa ơi, tất cả chúng con cần Thánh Linh của Ngài. Tất cả chúng con cần sự sửa trị của Ngài. Tất cả chúng con cũng cần sự an ủi của Ngài. Tất cả chúng con cần sự thâm biên và ban ơn của Ngài. Thánh Linh ơi, chạm dân sự của Ngài. Chạm dân sự của Ngài. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Tôi nói rằng tấm lòng anh em sẽ được chạm bởi Thánh Linh giờ này. Anh em sẽ nức nở trong tình yêu của Chúa. Ô, anh em sẽ nức nở trong tình yêu của Chúa. Anh em cũng có thể cảm thấy sự kêu gọi mạnh mẽ trong cuộc đời của mình giờ này. Anh em có thể sẽ thấy được một sự đụng chạm từ trời trong sự kêu gọi mình phải thay đổi cuộc sống của mình giờ này. Tôi nói nhiều anh chị em sẽ được Chúa nói rằng con phải thay đổi cuộc sống của con thay đổi lối sống của con thay đổi cách cư xử của con thay đổi lời nói và tư tưởng của con. Tôi tin Đức Thánh Linh đang làm điều đó cho dân sự của Ngài. Lạy Chúa, hãy rời chạm giờ này, rời chạm giờ này, rời chạm giờ này, rời chạm giờ này, rồi chạm giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tôi đang cảm nhận có những tấm lòng bị tổn thương ở đây, tổn thương từ chính trong gia đình của mình. Anh chị em ơi, đó chính là những gập ghềnh trong tính cách, trong tấm lòng chúng ta. Tôi nói anh chị em đó, hãy mở miệng mình ra và tha thứ đi. Tha thứ cho con, cho vợ, cho cha, cho mẹ của mình. Tha thứ cho làng xóm láng giềng của mình. Tha thứ cho người nào làm tổn thương anh chị em. Hãy tha thứ đi anh chị em ơi. Chúa đang đợi anh chị em ăn năn điều đó và Ngài thăm viếng tấm lòng anh chị em. Oh hallelujah. 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 Oh hallelujah. Hãy làm điều đó anh chị em. Hãy nói điều đó ra trước mặt Ngài. Hãy nói ra, nói ra, nói ra. Nói ra, con quyết định chọn vâng lời Ngài buổi chiều hôm nay. Con quyết định bỏ đi những tổn thương, những buồn khổ trong tấm lòng con. Tất cả những điều gì yếu đuối trong tấm lòng con. Tôi vừa nghe một lời nữa trong trái tim của mình. Có sự tự ti ở đây. Có rất nhiều anh em ở đây nói rằng tôi như thế này chắc không làm được gì. Anh chị em ơi, đừng để quỷ nó lừa. Anh chị em hãy nói lại, ngược lại với lời Chúa. Con là con của Ngài. Con là con yêu dấu của Ngài. Ngài sẵn lòng đổ thần cho con làm được việc Chúa Giêsu làm, mà còn làm lớn hơn nữa. Con từ chối linh tự ti này, con từ chối tinh thần tự ti này, từ chối đi anh chị em. Nhiều anh chị em đang nghĩ như vậy, bây giờ nghĩ ngược lại giùm tôi. Đừng để lừa dối nào. Những gập ghềnh này phải sang phẳng, sang phẳng, sang phẳng, sang phẳng đi, sang phẳng đi, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Và nhiều anh chị em khác có những sự gập ghềnh. Tôi đang còn nghe trong tấm lòng tôi hai cái từ ganh tị ở đây nữa. Anh chị em nào thật sự có cái tính ganh tị với người khác, khi thấy người khác giỏi hơn mình, khi thấy người khác giàu hơn mình, khi thấy người khác may mắn hơn mình, khi thấy người khác thành công hơn mình mà khó chịu, hãy ăn năn đi. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con phải vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, vui mừng cho anh em mình, chúc phước cho anh em mình, vui mừng vì anh em mình thành công, khóc lóc vì anh em mình thất bại. Hãy thưa với Chúa điều đó đi anh chị em. Chúa đang thanh tẩy hội thánh của Ngài.
thanh tẩy. Tôi kêu huyết của Chúa Giêsu ở đây. Tôi kêu huyết của Chúa Giêsu ở đây. Huyết của Chúa Giêsu ở đây. Rửa sạch ở đây này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Tiếp tục anh chị em, tiếp tục đi. Tiếp tục. Anh chị em ơi, đừng ai nói chuyện riêng trong lúc này. Đừng ai đi lại trong lúc này. Đây là lúc mình cầu nguyện để Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh xác định định mệnh của mình. Anh chị em ơi, một sự đụng chạm từ trời thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Giây phút Đức Thánh Linh đang hành động trong tấm lòng. Hành động đi. Cha ơi, chạm người nam người nữ của Đức Chúa Trời giờ này. Chạm những người nam người nữ của Đức Chúa Trời giờ này. Cảm ơn Ngài. Nói đến cho em. Tiếp tục nào. Tôi vừa nghe một lời nữa. Những ai là bậc cha mẹ ở đây đang rất khổ tâm vì con của mình. Khổ tâm vì con của mình. Và điều đó làm suy yếu chức vụ, làm suy yếu đời sống cầu nguyện, làm suy yếu niềm vui. Thì bây giờ hãy thưa với Chúa: Chúa ơi, con giao con của con cho Ngài. Con trao con của con cho Ngài. Con trao con trai con gái con cho Ngài. Con trao cháu chắc con cho Ngài. Ngài lo cho nó tốt hơn con. Con bình an trong Ngài. Con giải phóng tấm lòng con. Con giải phóng sự gập ghềnh này. Trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố sự tự do. Tôi công bố sự tự do. Tôi công bố sự tự do. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Đỡ đến cho em. Nhiều điều Chúa sẽ tỏ ở đây. Nhiều điều Chúa sẽ tỏ ở nơi này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúa sẽ an ủi anh chị em. Chúa chạm chúng ta giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Bây giờ tôi sẽ đi chạm một cảm động lòng tôi. Tôi tin có sự chuyển giao. Tôi tin có sự ban phước. Tôi tin có sự thâm viếng Đức Thánh Linh. Anh chị em hãy hướng lòng mình về Chúa. Hướng lòng mình về Chúa. Rất đơn giản thôi anh chị em. Tôi sẽ đi từng khu một. Ok. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy nói với Chúa chạm con giờ này. Con cần Ngài. Chúa ơi, con cần Ngài. Con rất cần Ngài. Lạy Chúa, con rất cần Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.